Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cũng đã lâu rồi mình không có thực hiện những cái kèo airdrop free nha các bạn. Thì hôm nay mình thấy ở trên Twitter của cái Christoph K có một cái chương trình airdrop. Chương trình airdrop này dành cho 5.000 người, và mỗi người sẽ nhận về 10 cái token Christoph K này nhé, ký hiệu là CCAR nha các bạn. Và cái dự án CryptoKa này thì họ dự tính sẽ list ở trên CoinMarketCap cũng như là CoinGecko và PancakeSwap vào ngày 25 tháng 9 nhé. Đấy. Và trong 5.000 suất này thì có 4.000 suất random. 4.000 suất random cho những người tham gia ha, hoàn thành toàn bộ những cái yêu cầu của cái airdrop. Và mình nghĩ là top 1.000 người đầu tiên sẽ được nhận được cái 10 cái token CC CryptoK này rồi. Còn lại 4.000 người sẽ là random nhé, tức là nó giống như một kèo nhân phẩm vậy đó, ai may mắn thì giành chiến thắng thôi ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thực hiện cái kèo airdrop free này. Thì lên bắt đầu airdrop mình để dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn kích vào lên airdrop này, các bạn bắt đầu tiến hành airdrop ha. Rồi khi các bạn bắt đầu vào cái giao diện chính của airdrop, ở đây là mình hướng dẫn ở trên điện thoại nhé. Các bạn sử dụng trên laptop thì các bạn làm tương tự ha. Các bạn sẽ điền một cái captcha ha, tùy theo hình ảnh của các bạn nhé, mỗi bạn sẽ có một captcha riêng ha. Đây là cái phần giới thiệu chung về cái airdrop của dự án nhé. Đấy, mỗi một người các bạn mời, các bạn sẽ nhận thêm được 3 cái token CC CryptoK, ký hiệu là CCAR ha. Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 nhé, và sau đó sẽ bắt đầu phân phối ha. Đấy. Cái thể lệ trao thưởng như sau: top 1.000 người mà có nhiều cái rep nhất sẽ được nhận, cộng thêm với 4.000 người may mắn ha tham gia vào chương trình airdrop này nhé. Đó. Rồi để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của airdrop thì đầu tiên các bạn sẽ tham gia vào cái kênh Telegram này. Đấy, những cái chữ màu xanh này này chính là những cái liên kết mà các bạn cần tham gia vào đây ha. Rồi đầu tiên là kênh Telegram Channel. Đấy, các bạn kích vào mục join cho mình ha, join là tham gia ha. Và để bớt cái tiếng ồn khi mà những cái thông báo từ cái những cái group này, channel này, thì các bạn tích vào mục mute đây ha, tức là tắt tiếng nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại airdrop ha. Cái thứ hai là các bạn tham gia vào group Telegram của họ nhé, cũng tương tự các bạn kích vào mục join cho mình ha. Đấy, group của họ có khoảng 42.913 mem rồi ha, rất là lớn ha. Nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ follow Twitter này, tweet lại bài post và tag 3 bạn nhé. Rồi mình đang theo dõi rồi ha. Các bạn sẽ thấy một bài post về airdrop này, đây chính là bài họ đang ghim đây ha. Wow, 35.500 người đã tham gia vào cái dự án này rồi. Đấy, nó rất là lớn ha, và rất là nhiều người tham gia nhé. Hy vọng các bạn là một trong 4.000 người may mắn ha. Rồi các bạn sẽ like ha. Rồi các bạn sẽ retweet lại bài hướng dẫn tweet này. Sau đó các bạn tag thêm tên 3 người vào ha. Rồi. Rồi. Ở đây mình tag luôn 3 tài khoản của mình luôn cho nó chắc ăn ha. Rồi ok. Sau đó mình tweet lại nhé. Đó, trong nhiệm vụ này thì các bạn sẽ quay trở lại và các bạn quay trở lại với airdrop nha. Đây. Đó là chúng ta xong nhiệm vụ thứ 3, nhiệm vụ thứ 4 là chúng ta sẽ tham gia vào cái fanpage Facebook của họ nhé. Ở đây thì các bạn phải đăng nhập Facebook ở trên cả trình duyệt web trước nhá. Sau đó các bạn sẽ theo dõi ha.
quay lại đi, chúng ta like rồi ha. Ok, anh quay thì là mình nghĩ là like là ok rồi ha. Ở trên fanpage thì họ có những chi tiết về token này luôn ha, Christopher K ha, ký hiệu CCAR ha, số lượng phân 18 và có cả hợp đồng luôn nhé. Đó, các bạn có thể vào đây để các bạn có thể lấy cái contract. Ok các bạn, rồi xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Aerobe nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ tham gia vào Discord server của họ ha. Rồi, các bạn đợi một chút ha, mạng đang lát nhé. Chấp nhận lời mời nhé các bạn. Rồi, các bạn nào mà chưa có tài khoản Discord, các bạn có thể đăng ký mới nhé. Các bạn tải một cái app có tên là Discord về nhé. Đó. Ok, như vậy là xong nhiệm vụ ha. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về với Aerobe nhé. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví Binance Smart Chain BEP20 ha. Đây là địa chỉ ví của cái token CCAR nhé, tức là CryptoCA nhé các bạn. Đó, thì các bạn phải có contract của cái token này các bạn mới add được nó vào ví nhé. Có thể các bạn có thể sử dụng ví Trust hoặc là ví MetaMask ha. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ví MetaMask nhé. Ví MetaMask các bạn có thể lấy ví chung trước rồi các bạn add token CryptoCA vào sau, hoặc là các bạn sử dụng ví Trust nhé. Mình sẽ cho các bạn cái link BSC scan đến với lại token CryptoCA này nhé, để các bạn thuận lợi trong quá trình add cái token này vào ví nhé. Thì tổng cung của nó là 100 triệu token ha. Số lượng holder là đang là 9.813 và số lượng transfer đang là 204.000 nhé. Ở đây có contract và có decimal của nó nhé. Các bạn copy contract cho mình ha. Rồi các bạn vào ví MetaMask đây ha. Đó, hơi chậm một xíu nha các bạn. Rồi, thì các bạn chọn cho mình mạng Binance Smart Chain nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ add cái token vào ví nhé. Đây, token address, các bạn đi dán vào đây cho mình ha. Đó, nó sẽ hiện lên tên và cái precision của nó nhé. Sau các bạn tiếp vào mục add token ha. Rồi, add token. Rồi, đây chính là cái địa chỉ của ví của token CryptoCA trên ví MetaMask nhé. Các bạn tích vào đây để các bạn lấy cái địa chỉ của nó ha, địa chỉ nhận nhé. Đó, bạn copy cho mình. Sau đó các bạn vào lại Aerobe, các bạn điền cái địa chỉ ví vào đây cho họ nhé. Họ yêu cầu chúng ta điền địa chỉ ví ha. Rồi các bạn sẽ điền vào đây cho mình ha. Họ là họ báo là không hiểu có cái lỗi gì đây. Rồi, các bạn tiếp vào mục don nhé. Twitter thì mình follow rồi, bây giờ họ yêu cầu chúng ta điền cái Twitter profile. Twitter profile thì các bạn có thể lấy lên Twitter của bạn, các bạn lấy cái Twitter profile của bạn nhé. Các bạn vào chia sẻ này. Đấy. Đấy, các bạn chia sẻ vào đâu cũng được, các bạn chia sẻ vào đâu để các bạn lấy cái
Twitter profile của bạn ha. Các bạn chia sẻ vào ghi chú đi. Đấy các bạn đấy. Sao chép lại cái profile của bạn nhé. Mỗi lần thoát ra là nó sẽ bay mất cái AirDrop ha. Đây là mình sử dụng trên điện thoại đấy các bạn. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái Facebook của các bạn ha. Cái link mà các Facebook mà các bạn sử dụng để các bạn hồi nãy các bạn có theo dõi cái fanpage của họ ha. Đây thì các bạn có thể sao chép lại cái địa chỉ Facebook của các bạn ha. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái username của cái Discord của các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn phải có tài khoản Discord nhé các bạn. Nhưng còn mình nó để đâu rồi? Đây rồi, tìm cho nó nhanh các bạn. Khi các bạn tham gia vào crypto thì các bạn có rất chi là nhiều cái app để các bạn tải về ha. Do đó là cái server mình vừa mới tham gia. Đây các bạn vào trang vào Discord cá nhân của các bạn ha. Thì các bạn lấy cái thông tin ha. Của mình là Kensu Crypto Thăng 8927 nhé. Đấy các bạn sẽ điền cái username với lại số mã số của các bạn ha. Kensu Crypto Thăng 8927 nhé. À, ca viết thường nha các bạn. Chữ ca viết thường. Rồi. Tiếp theo là bây giờ tới bây giờ các bạn mới phải điền cái địa chỉ ví BEP20 của cái token CryptoKar nhé. Đấy mình sẽ vào MetaMask mình lấy lại nhé. Hồi nãy mình có hướng dẫn các bạn cách add ở trên ví MetaMask rồi ha. Thì nếu các bạn không sử dụng ví MetaMask thì các bạn có thể add vào ví Trust cũng tương tự ha. Các bạn đợi mình một xíu nhé. Nhiều trời. Mấy con cô hồn. Các bạn vào CryptoKar này. Thì C này. Copy này. Đó. Sau đó các bạn sẽ dán vào cái mục yêu cầu của AirDrop nhé. Rồi như vậy là mình đã tham gia vào AirDrop và hoàn thành toàn bộ cái nhiệm vụ của AirDrop ha. Sau đó thì mình sẽ có cái link ha để mình mời những người mới tham gia vào AirDrop nhé. Các bạn ủng hộ mình các bạn có thể tham gia vào AirDrop thông qua link AirDrop của mình nhé. Ở cái mục balance này các bạn sẽ nhìn thấy số lượng cái token mà các bạn nhận được ha. Mình vừa nhận được 10 token CryptoKar nhé. Các bạn lưu ý cho mình là cái AirDrop này tới ngày 20 tháng 9 kết thúc nhé. Và 25 tháng 9 thì dự kiến nó sẽ list ở trên các sàn nhé. Đó. À, chúc các bạn hoàn thành AirDrop thành công. Cũng như là mời được thật nhiều bạn bè để các bạn nhận về cái số lượng token CryptoKar này thật nhiều nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.